have some question for you. Okay. Năm nay Tuyết Nhi chuẩn bị để vào trường nào? Ước muốn cô Tuyết Nhi trở nên làm nghề gì? Dạ, con muốn làm gia sĩ. Gia sĩ, nhổ răng, nhổ bằng kim. Cho thì con làm. Nếu người ta cho thì con làm. Wow. Xin hỏi cái kiếm của Tuyết Nhi đó nó có bén không? Dạ. Chém có đứt không? Dạ, nhưng mà đâm. Đâm lũ không? Đúng. Cẩn thận quý vị nào muốn thì phải đi học cầm trước. Sau đây thì Tuyết Nhi sẽ biểu diễn cái đường kiếm, bài kiếm, quyền kiếm phải không? Của môn phái nào? Môn phái Thanh Nhạc. Đường ra quyền.